Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một loại hoa, đó là hoa đu đủ đực. Đây là hoa đu đủ đực đã được sấy khô các bác nhé. Loại này thì bên ngoài màu nó đẹp hơn và trong điện thoại thì màu nó xấu hơn nhiều, em cũng không hiểu. Thì bên em chuyên cung cấp cái hoa đu đủ đực này và các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu các loại. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em. Các đặc sản, các cây thuốc rừng như xạ đen, an xoa, bìm bịp, cây bìm bịp này, dễ mật nhân, táo đỏ, kỳ tử này, ba kích sâm cau, ngọc cẩu, linh năng này, nhàu khô này, rồi hoa củ lụ tam thất này, nấm linh chi, nấm lim xanh, rồi la hán, tỏi đen, vân vân. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Các đặc sản như cá ngựa này, bổ củi tắc kè này, bọ cạp này, vân vân các loại. Đây là hoa đu đủ đực đã được sấy khô các bác nhé. Thì loại này cũng tương đối là ít cuộn, có cuộn nhưng mà không nhiều các bác nhá. Chỉ là những cái cuộn mà dính vào cái hoa đu đủ chặt ra thôi, chứ những cái cuộn chính là không cho vào. Cuộn chính nó rất là to. Đấy, thì bên em cung cấp hoa đu đủ đực này có giao hàng toàn quốc, đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi, các bác liên hệ hoặc là nhắn tin Zalo cho em. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng và cái cách sử dụng cái hoa đu đủ đực này. Đấy, tác dụng thì có rất nhiều tác dụng các bác nhé, nhưng mà tác dụng tốt nhất của nó là tác dụng là ngăn ngừa ung thư các bác nhé, ngăn ngừa ung thư và nó làm khống chế giúp các khối u này nó giảm đi các bác ạ, và tiêu và làm chậm quá trình di căn. Những cái người nên dùng thì những bệnh nhân bị ung thư các bác nhé, rồi u biếu, rồi những cái người được khuyên dùng như là ung thư vú này, bạch cầu này, ruột kế này, ung thư phổi này, ung thư tuyến tiền liệt đấy, và viêm phổi. Đấy, những cái bệnh nhân thì tốt cho hệ thống tiêu hóa. Đấy, phần này thì bảo vệ niêm mạc ruột và chống loét dạ dày, tăng khả năng chuyển hóa và trao đổi chất. Trên hệ miễn dịch thì bông hoa đu đủ đực giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao cái hoạt động của hệ miễn dịch. Ngoài ra thì tốt cho hệ tim mạch và tuần hoàn, làm ngăn ngừa các chứng đau tim này, đột quỵ này, chống lại sự hình thành của các màng xơ vỡ, huyết khối tĩnh mạch và làm giảm cholesterol xấu trong máu và ổn định đường huyết áp. Đối với hệ hô hấp thì hoa đu đực chứa nhiều nhiều vitamin C này, beta carotin này, giúp kháng khuẩn, tiêu viêm tự nhiên và ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh ho này, viêm họng này, khàn tiếng này, đau rát cổ và viêm phổi. Công dụng của hoa đu đực thì tốt cho những người bị bệnh tiểu đường này. Các hoạt chất trong hoa đu đủ đực giúp bệnh nhân tiểu đường kiểm soát tốt đường huyết trong máu nhờ tác dụng làm tăng sản xuất insulin trong cơ thể. Đối với bệnh nhân bị béo phì thì bông đu đủ đực giàu chất xơ này, vitamin A, B, C, khoáng chất giúp tăng khả năng chuyển hóa chất béo tại gan này, ngăn ngừa tích trữ mỡ dư thừa ở các cơ quan như bụng, đùi, bắp tay, vân vân. Cách sử dụng thì có rất nhiều cách sử dụng các bác nhé. Các bác có thể là pha trà này, rồi ngâm mật ong này, rồi ngâm rượu. Loại này thì các bác ngâm pha trà thì mỗi ngày sử dụng khoảng 2 đến 30 gram. Đấy. Người nào nặng thì có thể dùng sử dụng 50 gram các bác nhá, bệnh nặng. Đấy. Ngoài ra thì mình pha trà mình uống. Ngoài ra thì các bác có thể ngâm mật ong, thì có thể là dùng hoa tươi hoặc hoa khô. Hoa tươi thì nhiều người ngâm thì hay bị lên men chua và hỏng. Mà ngâm mật ong với hoa tươi cũng không để được lâu các bác nhé, nó rất nhanh hỏng, sử dụng nhanh. Loại này nếu mà khô các bác ngâm mật ong thì nó sẽ để được lâu hơn, tại vì là nó không dễ hỏng như cái hàng tươi. Loại này thì hàng khô 1 kg khô này thì rơi khoảng tầm 10 đến 10, dao động từ 10 đến 13 ký tươi mới được 1 kg hoa khô các bác nhé. Ngoài ra thì các bác có thể ngâm rượu 1 kg. Các bác ngâm rượu thì mình ngâm khoảng 6 lít rượu và sau khoảng tầm 1 tháng là sử dụng được. Mỗi bữa dùng 1 đến 2 ly nhỏ.
Các bác cần hoa đu đực hay là các đặc sản núi rừng các loại thì các bác liên hệ cho em nhé. Hoặc nhắn tin Zalo cho em, số điện thoại 0965076518 để được tư vấn và mua hàng. Các bác thắc mắc gì thì cứ alo cho em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác. Chúc các bác luôn mạnh khỏe ạ.